Ngày 15 tháng 8, liên quan trường hợp người nhà bệnh nhân tại thành phố Dĩ An phản ánh 5 cơ sở y tế không tiếp nhận điều trị, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã giao thanh tra sở thanh tra các cơ sở nói trên để có đánh giá cụ thể. Ngoài ra, sở cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế khác trong địa bàn tỉnh để đôn đốc, không để xảy ra các cơ sở y tế đùn đẩy bệnh nhân. Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế không được từ chối bệnh nhân. Đối với bệnh nhân cấp cứu thì phải giữ bệnh nhân lại, sơ cấp cứu và thăm khám ban đầu. Nếu bệnh nhân nặng vượt quá khả năng của cơ sở thì chuyển viện lên tuyến trên. Theo ông Chương, hiện nay số ca mắc COVID-19 đang quá tải, áp lực lên tất cả các cơ sở y tế kể cả công lập hay tư nhân. Tại thành phố Dĩ An nơi xảy ra sự việc, trung tâm y tế thành phố đã được sử dụng làm bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 nên bệnh nhân cấp cứu được hướng dẫn sang các cơ sở y tế tư nhân gần đó. Đúng là vừa qua do bị quá tải nên việc chuyển tuyến bệnh nhân có chậm trễ. Ngay cả Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương là tuyến trên, hiện nay vừa có nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tầng 3, diễn biến nặng vừa chữa bệnh thông thường nhưng hiện nay cũng đầy bệnh nhân nên việc chuyển viện bệnh nhân nặng từ các phòng khám, cơ sở y tế tuyến dưới lên phải chờ. Ông Chương cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ nhân lực của các cơ sở điều trị để có phương án điều phối phù hợp. Sẽ đánh giá lại tại một số địa bàn như thành phố Dĩ An hiện bệnh viện công lập đóng cửa để điều trị bệnh nhân COVID-19 thì có biện pháp tăng cường cho các cơ sở y tế xung quanh như thế nào để gánh vác số bệnh nhân đáng lẽ phải vào cấp cứu, điều trị tại bệnh viện của thành phố. Cơ quan chức năng sẽ chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ sở y tế đóng cửa, không tiếp nhận bệnh nhân. Ông Chương cũng mong muốn người dân và báo chí chia sẻ với những khó khăn của ngành y tế lúc này. Ông Chương cho biết, đã hơn một tháng các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch đều bị quá tải. Nhiều nhân viên y tế cũng đã bị nhiễm COVID-19 nên họ cũng rất cần có sự động viên, chia sẻ để vững tư tưởng tiếp tục chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh.